cả. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Kính thưa chư tôn đức và toàn thể hội chúng, chủ đề của chúng ta hôm nay là Bồ Tát Đạo. Tức là ở trong Phật giáo ấy, thì chủ yếu là có hai con đường. Con đường thứ nhất, con đường giải thoát, ta gọi đó là Thanh Văn Đạo. Con đường thứ hai đó, ta gọi là Bồ Tát Đạo. Mà Thanh Văn Đạo đó thì người ta coi như đây là Tiểu Thừa, và Bồ Tát Đạo đó thì ta coi đây là Đại Thừa. Tại sao vậy? Tại vì Thanh Văn Đạo tức là những người tu hành mà có một cái hạnh viễn ly hay là xuất thế, tức là tìm con đường giải thoát cho chính mình. Nhưng mà Bồ Tát Đạo đó thì gọi là Đại Thừa, có nghĩa là tìm con đường giải thoát cho chính mình trong cái cứu độ chúng sanh. Hai con đường nó khác, con đường xuất thế và con đường thứ hai là con đường xuất thế của các vị Bồ Tát. Chẳng những ta ra khỏi sanh tử nhưng mà ta còn độ cho tất cả những người khác. Thì như vậy đó, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa là Thanh Văn Đạo có nghĩa là phương tiện của Đức Phật. Còn Bồ Tát Đạo đó mới là cái pháp chân thật là chính. Ngày xưa thì chúng ta chưa hiểu rõ cái điểm này. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có điều kiện để chúng ta hiểu rõ cái nghĩa mà chân thật của Bồ Tát và phương tiện của Thanh Văn. Khi mà chúng ta tu theo cái hành Thanh Văn giải thoát thì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Những người mà sợ sanh tử, những người đã từng chịu những nỗi đau khổ của kiếp người, cho nên lúc bây giờ họ có một cái tâm là muốn tìm cái con đường mà thoát ly khỏi cái khổ sanh tử của người này. Do đó mà trước khi Đức Phật ra đời thì đã có tới 94 thứ đạo rồi. Thì tất cả các vị đạo sư này là điều hướng con người mà đi ra khỏi sanh tử này thôi. Cho nên cảm thấy con người mình nhỏ bé, và chung quanh mình là các vị thần linh. Vì vậy mà đa số các tôn giáo thì chỉ cầu mong các vị thần linh che chở cứu độ để đi ra khỏi. Vì cái nhân duyên đó mà ở Lục Uyển Đức Phật mới nói cái pháp Tứ Thánh Đế, tức là cái phương pháp để mà ra khỏi sanh tử. Thì lúc đó ta mới thấy cái pháp của Đức Phật nói và cái pháp của ngoài đạo nói nếu đem so sánh thì chúng ta thấy cái pháp của Đức Phật rất thù thắng vì rất thực. Tại vì ở bên ngoại đạo thì chủ trương sử dụng cái niềm tin của mình, nhưng mà cái niềm tin này không có một cái căn cứ thực sự. Cho nên Đức Phật mới nói cái người trước không biết, rồi cái người sau đi theo người trước cũng không biết, người sau nữa cũng đi theo người sau này, tức là một đoàn người đều không biết hết mà cứ nhắm mắt đi theo. Ở trong đạo chúng ta thường hay nói cái người mù là dắt người đuôi, đây là ngoại đạo nữa. Cho nên có một người đó họ tin là Phạm Thiên, tin trời Phạm Thiên là cha đẻ sanh ra vạn vật. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới hỏi ngài có thấy trời Phạm Thiên không? Nói, tôi chưa thấy trời Phạm Thiên.
Nhưng mà tôi tin có trời Phạm Thiên, tại vì thầy tôi nói như vậy. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới nói, vậy thầy của Ngài đó có thấy trời Phạm Thiên chưa? Thành ra thầy của tôi đó cũng không thấy trời Phạm Thiên, nhưng mà tổ của tôi đó nói lại với thầy tôi là có trời Phạm Thiên. Rồi bây giờ đó, tổ của Ngài đó là có thấy trời Phạm Thiên không? Cũng không thấy nữa. Cho nên Đức Phật kết luận là người mù dẫn theo một đoàn người mù đi theo đằng sau, nhưng mà đi đến một cái nơi vô định. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật đưa ra cái pháp Tứ Thánh Đế này là cái pháp rất thực ở trong cuộc đời. Tức là nói những cái gì mà có thực trên cuộc đời này và tu giải thoát thực trên cuộc đời này. Cho nên pháp này ta coi như là pháp thù thắng. Vì vậy đó mà những lời dạy của Đức Phật là có căn cứ, và nếu thực tập thì có kết quả. Cho nên cái pháp Tứ Thánh Đế là cái mục tiêu để mà chữa cái bệnh mù của chúng ta. Ta nói mù này nó không phải là mù mắt, nhưng mà mù ở tâm, tức là đối trước chân lý là người mù. Nhờ nương theo cái pháp Tứ Thánh Đế của Đức Phật tu, tức là chữa con mắt của tâm, lần lần tâm nó sáng ra, phiền não nghiệp nó hết rồi nữa thì tâm nó sáng ra. Thì tâm nó sáng ra thì Đức Phật mới là thấy được chân lý. Thì tới chừng đó các ông mới thấy được trời Phạm Thiên, các ông mới thấy được trời Đế Thích, mấy ông mới thấy được tất cả các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai ở trong pháp giới. Đó là cái hướng mà Đức Phật dạy cho những người tu theo Thinh Văn Đạo. Tại sao vậy? Là tại vì tất cả những cái con người này yếu đuối, bệnh hoạn, ngu dốt, mà lúc bây giờ nữa mình chưa độ được, mình chưa tự giải thoát được, mà làm sao cứu mang, cứu vớt cho người khác. Cho nên phải tự lo cho bản thân mình trước. Vì vậy mà cái pháp môn này ta gọi là pháp môn tự độ, tự giác. Đó là con đường Thinh Văn. Tất cả mọi người chúng ta, nếu ai chưa được giác ngộ, ai chưa độ mình hết phiền não khổ đau, thì phải lo cái vấn đề tự độ trước. Từ bỏ cuộc đời, từ bỏ thế gian, từ bỏ hết tất cả đó, để chúng ta cố gắng thực tập thiền quán mà đạt cho được cái trí tuệ. Lúc bây giờ ta được giải thoát, ta mới nghĩ tới cứu người. Nhưng mà cái khi được giải thoát rồi nữa, thì Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, nếu là người đã chứng quả A-la-hán, người đã được giải thoát thực sự, người đã sáng mắt rồi nữa, mà không tin được Kinh Pháp Hoa, tức là không thấy chân lý, không hiểu chân lý, và không sống được với chân lý nữa, thì cái này hàng tăng thượng mạng, chứ không phải là hàng A-la-hán thánh đệ tử được. Chỗ này chúng ta nên thấy được. Thế thì cái hàng tăng thượng mạng, tức là học hết tất cả các pháp của Thinh Văn, nhưng mà mình chưa thực hành. Thường thường ở chỗ này ta nói là cái người học mà không tu giống như cái đãi sách. Cái người giới thiệu thức ăn mà chưa bao giờ ăn thì vẫn là ngạ quỷ. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Cho nên cái chính của nó đó là ăn, chứ không phải giới thiệu thức ăn. Nhưng mà trước khi ăn thì chúng ta phải biết được cái chất dinh dưỡng ở trong thức ăn chúng ta ăn này. Phải biết rồi mới ăn. Nhưng mà cái chính của nó là ăn. Ta nói có ăn thì mới có sự sống. Vì vậy đó, biết để tu, mà tu là chính, thì có tu thì mới có đắc đạo. Mà bây giờ đó, chúng ta biết hết rồi, chúng ta chưa tu, cũng như ta biết thức ăn rồi mà ta chưa bao giờ ăn, thì lúc bây giờ ta không có sự sống đâu. Cho nên không phải là vị Thánh A-la-hán. Thì lúc bây giờ đã biết được rồi, đã chứng được quả Thánh A-la-hán rồi, thì đương nhiên là phải tin con đường của Bồ Tát là con đường giải thoát thực. Cho nên ngày xưa thì đợi đến chứng quả A-la-hán thì mới phát Bồ Đề Tâm, mới tu Bồ Tát Đạo. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta khác. Chưa chứng quả A-la-hán mà chúng ta có thể hành Bồ Tát Đạo được. Thì đây tại sao làm được? Đây là cái điều rất thực. Cho nên tu Đại Thừa
Đương nhiên là phải đắc quả La Hán rồi thì phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo. Nhưng bây giờ chưa đắc quả La Hán, nhưng mà phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo thì bằng cách nào đây? Chúng ta có cái suy nghĩ chỗ này. Tức là cái khi mà có Đức Phật ra đời, khi mà có các cái bậc đạo sư, khi mà có các vị Bồ Tát lớn xuất hiện, thì khi đó chúng ta có thể nương theo cái hạnh của các vị Bồ Tát này mà ta tu. Thì trong lúc đó chưa đắc đạo, nhưng mà có thể hướng dẫn cho người khác tu. Đây là cái điều quan trọng. Ở trong Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật đã nói, cái người chưa ra khỏi sanh tử mà có thể giúp cho người khác ra khỏi sanh tử, đây là Kinh Pháp Hoa. Tức là chưa được giải thoát mà giúp cho những người khác được giải thoát, đó là Kinh Pháp Hoa. Nên trên bước đường tu của chúng ta nói, Đại Thừa là thế. Tức là ta chưa được giải thoát mà làm cho người khác giải thoát, ta chưa đắc đạo mà làm cho người khác đắc đạo. Cái này nữa là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa có vậy. Tại sao ta làm được? Là vì ta có vị đạo sư, ta có Đức Phật, ta có các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời, nương theo hạnh đức của các vị Bồ Tát mà chúng ta tu, thì đương nhiên là chúng ta có kết quả đó. Tôi nói thí dụ như thế này. Tôi là không có trí tuệ, tôi không có đức hạnh, cho nên tôi nói người khác không nghe được. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tôi nhờ nương với một vị đạo sư có đức hạnh và có trí tuệ, thì lúc bây giờ đó tôi mới nói thầy tôi dạy như thế này, thầy tôi dạy như thế này. Nếu tôi nói thì quý vị không nghe, nhưng mà thầy tôi là một cái bậc thánh A-la-hán thì quý vị nghe chứ. Nghe là nghe qua thầy, tôi nghe được như vậy, tôi truyền lại cho quý vị, cho nên quý vị nghe và tiếp tục truyền. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói là cái người thứ nhất nghe được pháp rồi truyền cho người thứ hai nghe được pháp truyền cho người thứ ba, mà truyền cho đến cái người thứ 50, phải không? Cái công đức của người nghe pháp mà cách ly tới 50 nữa mà cũng là vô lượng vô biên rồi. Này cũng là tinh thần Kinh Pháp Hoa mà có nhé. Cho nên mình làm cái gì? Làm cái trách nhiệm là truyền, truyền bá chánh pháp, truyền bá cái tư tưởng của Đức Phật lại cho người khác, để người khác họ tu. Cho nên từ cái chỗ đó mới tìm được con đường giải thoát thực ở trong đạo Phật chúng ta. Tại Đức Phật đó là thinh văn đạo, là giải thoát tạm thời. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi đó là gì? Gọi là quá thành. Cái niết bàn của thinh văn đó là quá thành. Tại vì chúng nhân mệt mỏi cho nên Đức Như Lai mới tạm sử dụng cái quá thành để cho người ta nghỉ ngơi. Cái niết bàn đó là niết bàn tạm để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi bằng cách nào đây? Mọi việc chung quanh chúng ta quên hết đi, cuộc đời này chúng ta coi như là không có, phải không? Thì cái trường hợp này đó, tạm thời chúng ta được giải thoát. Ta quên nhà cửa, ta quên vợ con, ta quên xã hội, ta quên hết tất cả vui buồn vinh nhục, ta quên hết đi, thì trong lúc đó cái tâm chúng ta được yên. Cho nên cái giải thoát này gọi là giải thoát tạm. Giải thoát tạm, chứ còn nghiệp chúng ta còn nguyên mà. Cha mẹ ta còn đó, anh em chúng ta còn đó, bạn bè ta còn đó, và xã hội đau khổ còn trước mắt chúng ta đó. Nhưng vì ta nhắm mắt lại ta không thấy, ta bịt tai lại ta không nghe, chứ không phải là không có. Cho nên cái này là giải thoát tạm. Khi nào mở tay ra thì chúng ta nghe đau khổ, mở mắt ra thì nhìn thấy khổ đau. Đây là trên bước. Cho nên giải thoát này là giải thoát tạm. Khi mà diệt quá thành, có nghĩa là mở mắt ra giữa cái thực và cái giả cho nó. Cho nên cái giả, niết bàn giả, ta ví như là mộng. Tại vì bây giờ quý vị ngủ, nằm mơ, lúc bây giờ mình thấy Phật, mình nghe pháp, mình thấy mình lên trời, mình thấy mình giàu có, mình thấy đủ thứ chuyện hết, an lạc. Nhưng mà tỉnh giấc dậy đó thì cái này đâu còn nữa.
Cái niết bàn của thinh văn là niết bàn giả. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là diệt quá thành để đi tới nữa. Kinh Pháp Hoa mới vậy. Thì bây giờ cái niết bàn thực đó là gì? Cái niết bàn thực của chúng ta nữa là nó phải kết hợp với giữa tâm và vật. Cái niết bàn tạm đó là chỉ có tâm nhưng mà không kết hợp với vật, gọi là cách ly. Cái này cách ly, cho nên chỗ này ta gọi là bất giữ chư trần tác đối, tức là cách ly ra. Con mắt chúng ta nhắm lại, chúng ta không thấy. Lỗ tai chúng ta bịt lại, chúng ta không nghe, cho nên cách ly. Nhưng mà bây giờ cái hành Bồ Tát Đạo đó là chúng ta vẫn mở mắt mà được giải thoát, thì cái này giải thoát thiệt. Chúng ta vẫn nghe, nhưng mà ta biết thanh lọc, thì cái này chúng ta mới giải thoát thực. Cho nên vật giải thoát và tâm giải thoát. Cái khi mà giải thoát thực đó là tâm và vật hai cái này kết hợp lại thì mới giải thoát thực. Tại vì cái khi mà tâm được giải thoát không á, thì quý vị ngồi, quý vị tưởng tượng, hay là quý vị ngủ chiêm bao nữa, thì mình tưởng tượng cái gì cũng được. Mình nằm mơ đó, mình thấy tất cả mọi việc. Nhưng mà này là ảo chứ không phải thực. Mình mở mắt ra là tất cả những cái này biến mất. Nhưng mà cái thực là sao? Cái thực á, tức là phải biến cái cảnh sống này của mình á, trở thành thiên đường thực, trở thành cực lạc thực, và trở thành niết bàn thực, thì cái này mới thực. Cho nên đạo Bồ Tát thì ta gọi đây là chân thật, còn đạo Thinh Văn ta gọi là phương tiện. Tại vì Thinh Văn là chỉ ở trong thiền định thôi, nhưng mà xả định ra nữa thì vẫn khổ như mọi người. Thì bây giờ để Bồ Tát Đạo tức là khác, phải sống thực và bắt đầu nữa cải tạo cái cuộc sống mình. Đây là thực. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta thực tập theo Bồ Tát Đạo, thì quý vị thấy Đức Phật đưa ra cái mô hình tu hành của các vị Bồ Tát, của các Đức Như Lai khắp ở trong mười phương. Thì lúc bây giờ nữa ta mới học và ta biết kết hợp, ta biết chọn lọc cái nào thích hợp với ta, và sử dụng từng giai đoạn một, từng hoàn cảnh một để chúng ta cải tạo cái cuộc sống của chúng ta. Ta đã cải tạo cái tâm của chúng ta rồi, lúc bây giờ chúng ta phải cải tạo luôn cả cuộc sống chúng ta để được giải thoát thì mới giải thoát thiệt. Thì cải tạo bằng cách nào đây? Thế nên ngày nay đó chúng ta tu hành và chúng ta hiểu một cách rất là thật. Tại vì Đức Phật đã dạy chúng ta ở trong kinh Đại Thừa, thế này rất rõ. Tức là tạo nên lầu cát, tạo nên thiên đường, tạo nên thế giới cực lạc, tất cả mọi người nữa là chúng ta tạo được hết. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng nhất thiết do tâm tạo. Tức là tất cả nó đều do tâm ta tạo lên. Ta có khả năng tạo được hết tất cả. Nhưng mà vì vô minh cho nên chúng ta tạo nên cái xã hội đau khổ, tạo nên hoàn cảnh đau khổ, tạo nên cho người ta đau khổ chứ. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thật, ta có đau khổ không? Thành ra ta không đau khổ, nhưng mà vì dại khờ chúng ta tạo nên cái đau khổ cho chính mình. Thành ra kết hợp hai bộ kinh Đại Thừa Đức Phật dạy cho các Bồ Tát, chúng ta thức tỉnh này, thấy này rất là rõ. Kinh Pháp Hoa gọi là ta không có một cái gì ràng buộc trên cuộc đời này hết, nhưng mà tự ta ràng buộc thôi. Kinh Hoa Nghiêm thì dạy chúng ta nữa, ta có thể thay đổi hết cả cuộc đời này. Ta có thể thay đổi, tức là biến nó trở thành thiên đường, biến nó trở thành cực lạc được, biến nó trở thành niết bàn được. Nhưng mà ta không chịu biến, hay là ta không biến được thôi. Ta nên những người trước ta họ đã biến cái này chứ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy, Đức Phật A-di-đà trước kia đó, Ngài cũng là một người như chúng ta này. Ta nên Ngài cũng là một người như chúng ta, một con người, một chúng sanh đau khổ trên cuộc đời giống hệt như chúng ta thôi. Nhưng mà khi Đức Phật A-di-đà gặp được Bảo Tạng Như Lai, Bảo Tạng Như Lai ta hiểu là gì?
Đây là cái kho báu. Cái kho báu tức là pháp bảo. Ta đã gặp được pháp bảo của chư Phật, gặp được tạng bí đại thừa. Ta đã gặp được cái kho báu mà Kinh Pháp Hoa gọi đây là bảo tháp, tức là Phật Đa Bảo. Tìm được cái kho báu, tìm được cái phương thức mà xây dựng, tìm được cái chìa khóa mở cánh cửa ra. Đây là cái việc quan trọng nhất của người tu đại thừa. Khi mà mở cái cánh cửa đại thừa ra rồi nữa, thì lúc bây giờ ta mới tìm thấy được cái kho báu ở trong đó. Mà kho báu đây là gì? Tức là cái phương pháp mà tạo nên cực lạc, tạo nên thiên đường, tạo nên niết bàn, tạo nên ba cái này của các đức Phật. Thì nếu mà ta nhìn kỹ, ta thấy cái thực ở trong kinh đại thừa đều có này. Đức Phật giới thiệu chúng ta nữa, Đức Phật Dược Sư khi tu hành đạo Bồ Tát như thế nào, Đức Phật A Di Đà tu hành đạo Bồ Tát như thế nào mà thành Phật. Đây quý vị thấy rất là rõ. 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư nó ứng vào trong cái hoàn cảnh sống giống y hệt như chúng ta. Rồi từ từ mới tháo gỡ những cái này. Mới tháo gỡ những cái này ra chứ. Đức Phật Dược Sư khi mà Ngài tu hành đạo Bồ Tát, Ngài phát tâm, thì cái việc thứ nhất này Ngài làm cái gì trước? Tức là thứ nhất là làm cho tâm mình thanh tịnh và kết hợp với những người tâm thanh tịnh, cho nên tạo nên cái quyến thuộc Bồ Đề trước. Đấy. Hành Bồ Tát Đạo là phải có đó. Trên bước đường tu chúng ta đó là chúng ta phải có thầy hiền, có bạn tốt. Đấy. Thầy hiền và bạn tốt, đây là cái yếu tố mà để tạo nên cái sự an lạc. Nên tất cả các Phật tử nghiệm lại xem cái này rất là thật trong cuộc sống. Ta nói thầy hiền có nghĩa là cái vị đạo sư rất giỏi. Bạn tốt tức là trung thực. Ta nói cái người thông minh hướng dẫn cho những người trung thực cần cù thì có thể xây dựng được một cái đời sống đẹp. Khi nào quý vị tập sống trong cái chỗ này rồi mà thấy được. Tại vì quan trọng nhất là bậc thầy hướng dẫn, có cái phương cách để tạo nên cuộc sống an lạc. Thì bây giờ những người chung quanh này phải trung thực, phải cần cù, phải siêng năng, cho nên theo lời của vị đạo sư này chỉ dẫn thì chúng ta bắt đầu xây dựng. Xây dựng được thì Đức Phật A Di Đà cũng như thế. Cho nên đầu tiên là Ngài đi tìm một mảnh đất xa, tức là xa cái thế giới Ta Bà này. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là cách thế giới Ta Bà này tới 10 muôn ức Phật độ mới tới cái thế giới cực lạc. Ta nói Ngài tới mảnh đất xa như vậy nữa, nơi đó nó không có phiền não, không có trần lao, không có nghiệp chướng. Hay nói một cách khác đó, là nơi đó không có người xấu, nơi đó không có người tà. Thì lúc bây giờ đó, thầy trò của Ngài đó, không biết là được mấy người ban đầu nữa. Đầu tiên Đức Phật A Di Đà dắt đi được mấy người tôi không biết, nhưng mà tôi đoán chắc là có Bồ Tát Quan Âm và có Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí đó là hai vị Bồ Tát này là thị tùng cho Đức Phật A Di Đà từ khi mà Ngài bắt đầu xây dựng thế giới cực lạc. Ba thầy trò thôi, nhưng mà ba thầy trò này nữa, đặc biệt Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái điều này điều tiên quyết. Cái bậc thầy là như vậy. Tức là cái người mà lãnh đạo là người đó là có một cái tầm nhìn chính xác nhất, sáng suốt nhất. Có bậc thầy như vậy đó. Rồi đó, hai đệ tử này đó thì phải nói tuyệt vời. Rất tốt. Thế nên hai vị đệ tử này rất tốt. Cho nên ba thầy trò sống với nhau ở một cái thế giới nhỏ, ta gọi đó là An Dưỡng Quốc. Đây là An Dưỡng Quốc, là một cái nước nhỏ thôi, một tiểu quốc thôi, ở đây nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà ở đó được an lạc. Ở đó được an lạc. Tại sao được an lạc? Tức là thầy trò hiểu nhau. Trên bước đường tu của ta là chỗ đó. Thầy trò hiểu nhau, thầy trò truyền đạt cho nhau. Cho nên
tạo thành một cái thế giới an lạc trước. Nhưng mà chưa là thế giới, nó là một tiểu quốc thôi. Cho nên một tiểu quốc tức là một nước nhỏ. Thì từ một cái tiểu quốc này nữa, từ một cái tiểu quốc này nữa, thì cái trường hợp này lần lần phát triển lên. Người Việt Nam chúng ta nó thường hay nói là đất lành chim đậu, phải không? Cho nên đất lành chim đậu chứ. Cho nên ở cái tiểu quốc này được an lạc, tiểu quốc này không tranh chấp nhau, không hơn thua, không phải trái. Thì lúc bây giờ nữa, những người khác muốn tìm an lạc, muốn tìm cái sự an lạc thì họ tìm về chứ. Đây là trên cái bước đường tu để chúng ta nhận. Cho nên lúc bây giờ nữa, tìm về, tất cả những người này họ tìm về, họ bắt đầu tìm tới cái an dưỡng quốc của Đức Phật A Di Đà này. Đây là trên bước đường tu. Mà mọi người tìm về đây đó, đây là nó có cái điều kiện để mà nhập tịch ở đây. Tức là có nguyên tắc. Tất cả những người mà đi về đây, cho nên cái chỗ này nó có một cái là tuyển chọn. Tức là tuyển chọn những người đi về đây. Tức là những người về đây đó, thì tất cả những cái phiền não trần lao đó phải bỏ lại bên ngoài hết, mới được thâm nhập vào trong thế giới này. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Nên tất cả các chúng sanh ở đây, ở bên thế giới Ta Bà, ở khắp mười phương, thì từ ở bên cái thế giới cực lạc này đó, tất cả các vị Bồ Tát ở đây, nếu mà quý vị đọc kinh tiểu bản á, thì thấy kinh A Di Đà có nói rõ. Tất cả những người ở bên thế giới cực lạc này đó, là họ chỉ làm cái việc duy nhất á, là sáng dậy lượm mấy cái hoa, phải không? Lượm mấy cái hoa, rồi nó dùng thần thông bay khắp ở trong mười phương cúng dường. Cúng dường, cúng dường Tam Bảo xong rồi đó, hoài trở về thế giới cực lạc để thọ thực kinh hành. Ở đây có ai đã từng tụng kinh A Di Đà chưa? Có nhớ câu đó không? Đi cúng dường rồi trở về để kinh hành. Nhưng mà cái khi đọc tới đó đó, tôi nghe rồi nữa thì tôi lại có một suy nghĩ khác. Bây giờ các vị Bồ Tát ở bên thế giới cực lạc này nữa chỉ lượm hoa, ta nên lượm hoa rồi đi tới cúng dường cho các đức Phật, xong rồi trở về cực lạc ăn cơm rồi đi kinh hành. Nên tôi nghĩ như vậy nó đơn giản quá, sao nó giống mấy vị mà tu ở chùa Phổ Quang mình quá. Nhưng mà chỗ này nữa, chúng ta học Đại Thừa, chúng ta mở cái tầm nhìn, ta nên nhìn rộng ra một chút. Ta nên lượm hoa này nữa, là cái gì? Có phải là hoa nó rơi xuống là ta lượm hoa này ta đem đi cúng không? Mà Đức Phật có cần những cái hoa này không? Mà Phật nào cần cái hoa này? Cho nên cái người chấp vào Pháp, rồi cứ lo đi hái hoa đem lên cúng Phật. Ta siêng năng làm chuyện này, một thời gian rồi ta thấy không được, không kết quả, rồi chúng ta lại mất niềm tin, chúng ta bỏ cuộc. Phải. Thành cái hoa Đức Phật nói này, thành ra chúng ta hiểu hoa này, này, ta gọi là hoa trời, ta gọi là thiên hoa, phải không? Ta đã dùng cái chữ hoa trời này để chi? Để cho chúng ta có một cái tầm nhìn vượt qua khỏi cái thế giới vật chất. Vượt qua khỏi cái thế giới vật chất. Tại vì qua trời không thấy bằng mắt được. Chúng ta phải nhận ra được. Chứ không phải là qua này. Nhưng mà cái qua trời đó, nó có hai cái nghĩa mà Kinh Pháp Hoa nói rất rõ. Qua trời có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là an vui. Cái nghĩa thứ nhất của nó là an vui. Cho nên lượm cho được cái hoa an vui. Cho nên lượm cho được cái hoa an vui này. Cái hoa thứ hai là gì? Tức là hoa trong sạch. Thành ra an lạc và thanh tịnh. Đây là hoa trời. Cho nên lượm cho được hai cái thứ hoa này. Cho nên lượm được cái hoa thanh tịnh. Lượm được hoa thanh tịnh thì sao? Tức là lòng chúng ta được trong sạch. Cái điều thứ nhất ở đây đó
là lòng của người tu phải hoàn toàn trong sạch. Cái thứ hai đó là tâm của người tu đó phải hoàn toàn được an vui. Thành ra trong sạch và an vui, cái này gọi là hoa trời. Trong sạch là an vui thì cái này đó chúng ta gọi là hoa trời, gọi là thiên hoa. Cho nên ta ở bên thế giới cực lạc, ta nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, thì pháp của Đức Phật A Di Đà đã làm cho tâm chúng ta an vui, pháp của Đức Phật A Di Đà làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà cái tâm vốn thanh tịnh, cho nên cái tâm thanh tịnh ngài truyền vào cái tâm của chúng ta làm tâm chúng ta thanh tịnh theo. Tâm của Đức Phật an vui, cho nên truyền vào trong tâm chúng ta nữa, làm cho tâm chúng ta cũng an vui theo. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử nên thấy. Làm cho cái tâm của chúng ta được an vui, làm cho cái tâm chúng ta được trong sạch. Tức là tâm an vui và tâm trong sạch đó, là cái này ta gọi là hoa trời. Thì cái khi mà ta lượm được những cái hoa này, ta nêu những cái hoa trời này đó, chúng ta đã lượm được rồi đó, ta nhận được cái hoa này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới mang cái hoa mà chúng ta lấy được đây, cái hoa an vui và cái hoa trong sạch này đó, mang từ cái tâm của chúng ta. Và lúc bây giờ đó, ta đi trong mười phương thế giới đó, thì chúng ta không đi bằng cái tâm, ta đã đi bằng cái tâm chúng ta đó. Cho nên từ thế giới ta bà này mà ta qua thế giới cực lạc, rồi ta lại trở về thế giới ta bà, thì ta mới thọ thực kinh hành vẫn còn kịp. Chứ còn nếu mà ta mang cái thân vật chất ta đi nữa, thì cái trường hợp này chậm lắm. Đây quý vị nên hiểu cái chỗ đó. Kinh ẩn một cái ý rất sâu nữa. Tức là đi này đi bằng cái tâm, nhưng mà mang nữa thì cũng mang bằng cái tâm thôi. Cái tâm chúng ta mang được cái pháp trong sạch, tâm chúng ta mang được cái pháp an lạc của Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái tâm chúng ta bay đi, bay đi cúng dường chư Phật khắp trong mười phương, rồi còn trở về thọ thực còn kịp. Đây đi bằng cái tâm. Nhưng mà tới cúng dường Đức Phật nào đây? Cho nên hành Bồ Tát Đạo nữa thì quý vị mới thấy. Cho nên Bồ Tát Đạo nữa thì chúng ta mới thấy có ba đời và mười phương chư Phật. Cái này mới gắn nhau. Tức là ba đời mười phương chư Phật. Một là Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi thì Phật này không còn ăn nữa, phải không? Cho nên không cần cúng dường rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thí dụ như Đức Phật Thích Ca bây giờ là trở thành Phật quá khứ rồi. Vì vậy đó mà bên chùa Quy Nghiêm hay đó, ở trên cái nóc chùa đó quý vị qua nhìn thấy, tôi có làm một cái bình bát úp xuống. Cái bình bát úp xuống này là tiêu biểu cho Đức Phật ở trong Niết Bàn, Đức Phật không còn thọ dụng, cho nên chúng ta không cần cúng nữa. Có ăn đâu mà cúng. Cho nên quý vị thờ Đức Phật ở trên chùa, rồi chúng ta bưng trái cây, bưng thức ăn lên, ta cúng xong rồi thì quý vị thấy còn nguyên đó, bưng xuống ăn. Cho nên vì thấy còn nguyên cho nên tôi nói là Phật không ăn, do đó mà tôi lấy cái bình bát tôi úp xuống. Thế nên cái đặc biệt của chùa Huy Nghiêm là cái bình bát úp xuống, cúng Phật cái bình bát úp xuống. Nhưng mà trên cái bình bát này nữa là tôi để cái chuông. Cái chuông là tiêu biểu cái gì? Là âm thanh. Âm thanh tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nhưng mà pháp ngài còn để lại, âm thanh vẫn còn vang ra. Cho nên chúng ta lắng lòng thanh tịnh thì chúng ta nhận được cái âm thanh này từ pháp của Đức Phật. Ta còn nghe cái này chứ, nên ta nghe được âm thanh. Cho nên pháp, thì bây giờ đó tất cả các Phật quá khứ đã được thanh tịnh, đã được giải thoát rồi, cho nên ta không cần mang cái pháp thanh tịnh giải thoát tới cho các ngài nữa. Các Phật hiện tại trong mười phương cũng được thanh tịnh, được giải thoát rồi, ta không cần mang tới cho các ngài nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất hành Bồ Tát Đạo này là gì? Vì các Đức Phật ở trong vị lai, đem cúng dường cho các Đức Phật vị lai nữa. Cái này quan trọng. Cho nên các Phật vị lai là ai? Là tất cả quý vị đang ngồi trước mặt tôi đây. Đây là Phật vị lai. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật thọ ký
thọ ký cho tất cả. Tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu tinh văn, người cầu duyên giác, cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tức là Đức Phật đều thọ ký hết cho tất cả. Mà được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật ấn chứng, thì những người này đó, họ sẽ thành Phật trong tương lai. Nhưng mà họ sẽ thành trong tương lai có nghĩa là họ chưa thành. Tức là họ chưa thành. Mà họ chưa thành á, thì bây giờ ta tạo điều kiện cho họ thành Phật, cái này mới quan trọng nhất. Tại sao họ không thành Phật? Tại vì họ thiếu cái pháp thanh tịnh, họ thiếu cái pháp được an lạc. Thế nên các vị ngồi trước mặt tôi đây đó, vì tâm chưa an lạc, tâm chưa trong sạch, cho nên làm một chúng sanh đau khổ. Thì bây giờ đó, tôi nhận được cái pháp trong sạch của Đức Phật, tôi nhận được cái pháp an lạc của chư Phật đó, tôi đem truyền tới cho quý vị đây, tôi đem cúng cho các vị này. Này ta gọi là pháp cúng dường. Cho nên các vị đó, nhờ nghe được pháp của Đức Phật cho tâm mình thanh tịnh lần, nhờ nghe được pháp của Đức Phật cho nên tâm mình mới được an vui. Cho nên an vui thanh tịnh, từng bước chúng ta tiến lên, chúng ta thành Phật giải thoát. Đây là cái việc của các vị Bồ Tát. Đây là cái việc chính. Các vị Bồ Tát chỉ nghe được pháp của Như Lai, rồi dùng cái pháp thanh tịnh của Như Lai mà làm cho chúng sanh thanh tịnh. Nghe được cái pháp an lạc của Như Lai mà làm cho chúng sanh được an lạc. Mà bây giờ đó, tất cả mọi người chung quanh chúng ta đó được thanh tịnh, được an lạc, thì đây là thế giới Niết Bàn. Đây là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc hiện nay. Cho nên cái đạo tràng tu một ngày an lạc của chúng ta ở đây đó, là có cái nghĩa tất cả chư tăng giảng sư ở đây tu được cái pháp an lạc nào của Đức Phật, học được cái pháp an lạc nào của Đức Phật, mặc dù chúng tôi chưa được giải thoát thực, chưa làm Phật, nhưng mà sẵn lòng mang cái tôi có đó tới cho quý vị, để quý vị được thanh tịnh, quý vị được an lạc. Rồi nữa, từng bước đó, cái đạo tràng chúng ta được thanh tịnh, được trang nghiêm, và mọi người được an lạc đó, thì chính cái an lạc của quý vị là cái an lạc của tôi. Nếu mà chỉ an lạc một mình tôi, còn tất cả những người chung quanh tôi đây nữa là điều hung dữ, điều tham lam, điều ích kỷ, thì liệu tôi có được giải thoát? Cho nên Đại Thừa Đức Phật đó, làm cho chúng sanh an lạc, làm cho chúng sanh giải thoát, tức là làm cho chư Phật quan hỷ và làm cho thế giới cực lạc hiện ra. Đây là cái thực ở trên bước đường tu. Cho nên người tu theo Pháp Hoa là nỗ lực dấn thân hành đạo, mang tất cả những cái gì mình đã học được ở Phật, ở Thánh Tăng, ở Bồ Tát, đem truyền đạt đến tất cả mọi người, để chúng ta cùng một có một cái xã hội được an lạc, được giải thoát. Thì lúc bây giờ nữa, cái thế giới này nữa mới trở thành là thế giới cực lạc và thế giới thiên đường. Cho nên người tu theo Pháp Hoa có nghĩa là học được cái pháp môn an lạc ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, rồi ta về ta ở bất cứ chỗ nào thì ta cũng nên xây dựng cái thế giới an lạc ngay chỗ đó. Cho nên cái thế giới an lạc này nó tự mở rộng ra, rộng ra tới một mức độ nào đó mà trong thế giới chúng ta không còn có người ác, người tà, người hung dữ, người tham lam, người ích kỷ nữa, thì lúc đó ngay chỗ chúng ta ở đó, đó là vẫn là thế giới cực lạc. Thì hôm nay nó có Hòa Thượng Yoshimizu là bạn cũ của tôi 40 năm về trước khi tôi còn học bên Nhật. Thành ra Ngài tới, Ngài thăm và Ngài muốn chia sẻ với chúng ta một vài cái kinh nghiệm tu của Ngài. Do đó đó mà tôi nhường lời lại cho Hòa Thượng Yoshimizu phát biểu, và nhờ cô Tâm Trí là một cái học ni mà đang học tiến sĩ ở bên Đại học Taisho ở Tokyo làm thông dịch viên.